Chiều 17 tháng 4, Tổng thư ký Tổ chức Mạng lưới Chính quyền các địa phương về quản lý định cư con người, gọi tắt là CityNet, đã thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Phát biểu tại buổi tiếp, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, mong muốn CityNet tiếp tục hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và đưa ra những giải pháp mới, tích cực nhằm giải quyết những thách thức trong quá trình đầu tư và phát triển đô thị bền vững. Những kinh nghiệm thực thi chính sách vào thực tiễn trong lĩnh vực đô thị tại các thành phố châu Á, trong các lĩnh vực về hạ tầng điện, nước, giao thông, cơ sở vật chất về y tế, giáo dục. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Jong Kiki, Tổng thư ký CityNet nhấn mạnh, với vai trò là thành viên chính thức của CityNet từ năm 2005, thông qua mạng lưới các thành phố trên thế giới, thành phố Đà Nẵng đã tranh thủ giới thiệu, quảng bá hình ảnh của mình đến các thành viên của CityNet, đồng thời kết nối giữa các đô thị trong khu vực với các tổ chức quốc tế khác nhằm giải quyết các vấn đề về đô thị đang đặt ra. Trong thời gian tới, tổ chức sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm quý giá trong những lĩnh vực phát triển đô thị thông minh mà thành phố Đà Nẵng đang hướng đến. Ngày 17 tháng 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở thị xã Duy Tiên đã từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động, đáp ứng nhiệm vụ công tác trong tình hình mới, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 100% các chỉ tiêu của Mặt trận Tổ quốc thị xã trong nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Phát huy kết quả đạt được nhiệm kỳ 2024-2029, Mặt trận Tổ quốc các cấp thị xã Duy Tiên tập trung thực hiện tốt 5 khâu đột phá và một số nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tốt vai trò, vị trí và nhiệm vụ của mặt trận, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đại hội đã hiệp thương cử 55 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Duy Tiên lần thứ 21, nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tiếp cận được thị trường và thúc đẩy bình đẳng giới, sáng ngày 17 tháng 4, Hội đồng Doanh nhân Nữ Việt Nam thuộc Liên đoàn Thương mại và Công thương Việt Nam VCCI và Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ đã tổ chức diễn đàn hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng thông qua các công cụ phát triển bền vững tại Hà Nội. Hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ. 51% doanh nghiệp có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu tại Việt Nam. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này đang ở cấp thấp nhất trong chuỗi cung ứng của nhiều ngành và gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu của các công ty lớn. Nguyên nhân chính của thực trạng này do hạn chế trong tiếp cận nguồn vốn, thiếu hụt các mạng lưới hỗ trợ kinh doanh cho phụ nữ và định kiến về khả năng kinh doanh của phụ nữ còn tồn tại. Các diễn giả đại diện doanh nghiệp đã trao đổi, cập nhật thông tin về những chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn giúp tăng cường nhận thức cũng như nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuỗi cung ứng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngày 17 tháng 4, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình truyền thông về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho nữ vận động viên. Mỗi năm, Việt Nam có rất nhiều vận động viên giã từ sự nghiệp thi đấu, trong đó chỉ có 15-20% các tuyển thủ quốc gia. Các vận động viên xuất sắc đã trở thành huấn luyện viên hay giáo viên thể chất sau khi dừng thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Đồng hành cùng nữ vận động viên trong quá trình chuẩn bị cho tương lai, chương trình truyền thông về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh cho nữ vận động viên là hoạt động hỗ trợ các nữ vận động viên có thêm kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp trong khuôn khổ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 của Chính phủ. Tại chương trình, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ, khẳng định khởi sự kinh doanh thường bắt đầu bằng một ý tưởng và cần thời gian dài nung nấu, học hỏi và nỗ lực biến ý tưởng thành công. Suy nghĩ về ý tưởng, xây dựng một kế hoạch và bồi đắp ý tưởng ngay trong thời gian đang thi đấu là một hành động cần thiết, bởi nữ vận động viên hơn phụ nữ khác là được đi thi đấu cả ở trong và ngoài nước, và đó chính là cơ hội để quan sát, học hỏi và tìm kiếm ý tưởng hoặc kinh nghiệm kinh doanh.
Với mong muốn người khuyết tật có thêm nhiều kênh thông tin, cải thiện việc làm, ngày 17 tháng 4, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật đã ra mắt sổ tay nghề nghiệp, con đường học tập và nguồn lực hỗ trợ cho người khuyết tật. Sổ tay nghề nghiệp, con đường học tập và nguồn lực hỗ trợ người khuyết tật gồm 3 phần chính, trong đó phần 1 nói về 64 ngành nghề và gợi ý ngành nghề phù hợp đối với các dạng khuyết tật. Phần 2, thông tin về các cơ sở đào tạo nghề, ngành đào tạo, chính sách tuyển sinh học viên người khuyết tật. Phần 3, cung cấp thông tin các tổ chức, nguồn học bổng hỗ trợ người khuyết tật. Sổ tay xuất bản dưới dạng file mềm được đăng trên website và fanpage DNRD Việt Nam. Theo thống kê, Việt Nam có trên 6 triệu người khuyết tật, nhưng chỉ có 1/3 người khuyết tật có việc làm. Có đến 90% người khuyết tật chưa được tư vấn hướng nghiệp đầy đủ, còn hạn chế liên kết, tiếp cận các nguồn lực để thúc đẩy giáo dục hòa nhập. Trong ngày 17 tháng 4, tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 với chủ đề Tiếp tục bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm trong tình hình mới đã được phát động tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Tháng cao điểm tập trung 3 nội dung chính, gồm tăng cường nhiệm vụ thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm từ cơ sở đến các đoàn liên ngành của thành phố, phòng ngừa và xử lý an toàn thực phẩm tại những bếp ăn tập thể trong trường học, khu công nghiệp, tuyên truyền nâng cao nhận thức an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng và đơn vị sản xuất, kinh doanh. Tất cả hướng đến mục tiêu chung xây dựng thực phẩm sạch, chống thực phẩm bẩn. Tháng 4 được Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh chọn phát động cao điểm hành động vì an toàn thực phẩm bởi đây là thời điểm giao mùa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.